Kim Kardashian bị kiện 40 triệu USD vì quảng bá cho cá cược. Tham gia quảng bá trò chơi có giải thưởng lên đến 100.000 USD, Kim Kardashian và Scott Disick hiện bị những người chơi nói lừa đảo, đòi bồi thường 40 triệu USD. Theo Disick, Kim Kardashian và Scott Disick đang bị kiện đòi bồi thường 40 triệu USD vì quảng cáo trò chơi giải thưởng xa xỉ có dấu hiệu lừa đảo. Những người tham gia trò chơi được hứa hẹn dành những phần thưởng sang trọng như vé máy bay hạng sang đến Los Angeles, kỳ nghỉ dưỡng 3 đêm ở Beverly Hills, thậm chí là 100.000 USD. Công ty tổ chức xổ số Credit Business nói với DMZ rằng cuộc thi có người trúng giải hợp pháp và có giấy tờ để chứng minh điều đó. Tuy nhiên, các nguyên đơn, bao gồm người thua cuộc, tuyên bố Kim, Disick và doanh nghiệp tổ chức cuộc thi để bán thông tin cho các nhà quảng cáo. Chúng tôi bị hàng trăm quảng cáo xâm nhập gây khó chịu, có một số nhà quảng cáo gạ gẫm nguyên đơn bằng những ngôn từ khó chịu, đơn kiện viết. Disick được cho là nhà tổ chức chính của trò chơi xổ số và các thành viên trong gia đình của Kardashian gồm Khloe, Kourtney, Kris và Kylie Jenner đã quảng bá cho cá cược đến hàng triệu người theo dõi trên Instagram. Theo đó, họ đòi mỗi người bồi thường 20 triệu USD. Sau khi đơn kiện xuất hiện, công ty có trụ sở tại Australia giải thích, chúng tôi sử dụng dịch vụ của điều phối bên thứ ba, tiến hành rút thăm ngẫu nhiên người tham gia đủ điều kiện để tìm ra người chiến thắng. Chúng tôi tuân thủ pháp luật và được chính phủ Australia chấp thuận. Chúng tôi có các giám sát viên độc lập đủ năng lực để giám sát việc rút thăm ngẫu nhiên. Hiện tại, phía Kim Kardashian và Scott Disick chưa đưa ra phản hồi chính thức. Gần đây, Kim Kardashian dự sự kiện thời trang Fenty Spring 2023 tại New York, Mỹ. Tuy ngồi ở hàng ghế đầu, Kim vẫn không được sự chú ý từ tổng biên tập Vogue. Sau khi kết thúc chương trình, bà mẹ bốn con đến chào hỏi Anna Wintour nhưng bị bà trùm thời trang ngó lơ.